sản Liên Xô, là thủ tướng Liên Xô, đồng chí Kosygin như các đồng chí. Dự lễ tang bác xong, nghe trực tiếp cái đoạn này này, ông thay đổi lịch trình ngay. Ông bay về Bắc Kinh, không về nước vội. Chủ động gặp Chu Ân Lai và các nhà lãnh đạo Trung Quốc để đàm phán, để làm dịu đi những bất đồng gay gắt. Thế là đồng chí Kosygin cũng chịu ảnh hưởng từ di chúc của bác đấy. Hiệu ứng xã hội của bản di chúc này lớn đến mức nó vượt ra khỏi tầm quốc gia dân tộc, nó trở thành vấn đề thế giới nhân loại. Rất nhiều nước đã dịch di chúc sang tiếng nước của họ, và Đảng nhà nước ta đã chính thức xếp di chúc vào hàng quốc bảo. Thì nó có liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta nói về cuộc đời của bác. Bác dặn đồng chí Lê Duẩn thế này, là đừng bày vẽ tốn kém, mà 5 bông hồng là đủ rồi. Ta trung ương làm đúng lời bác. Có ngờ đâu bó hoa tặng sinh nhật cuối cùng cho bác vẻn vẹn đúng 5 bông hồng nhỏ, một cái bó hoa bé xíu thế này thôi. Đồng chí Vũ Kỳ chuẩn bị bánh kẹo pha nước để bác tiếp khách. Mà khách của bác là những ai? Đầu tiên là 4 nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước: Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Ngày đêm bên cạnh bác, bộ óc của Trung ương lúc bấy giờ. Bác nói một câu cảm động như khóc: các chú ăn bánh kẹo mừng thọ cho bác đi, và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch Đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng bác nghèo lắm. Bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Cái chữ nghèo này là theo đúng nghĩa trực tiếp của nó. Không nhà cửa, không gia đình, không vợ con, không tài sản. Cái nhà sàn bác ở bây giờ thành bảo tàng quốc gia, thành điểm, một điểm di tích thiêng liêng. Nói theo ngôn ngữ thời nay thì cũng chỉ là một thứ nhà công vụ thôi. Bác không có gì cả. Mấy manh áo mỏng, một đôi dép cao su, một đôi guốc mộc ở trong nhà sàn có thế thôi. Bác bảo bác nghèo lắm, bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu là đúng. Trong bảo tàng có để 2 cái quạt, một cái quạt mo cau và một cái quạt lá cọ. Mà những ngày bác lâm bệnh nặng đấy, cái quạt mo cau lá cọ đó ngay bên giường bác. Riêng cái quạt lá cọ lại thủng một lỗ thế này các đồng chí. Bác hút thuốc lá còn khỏe, bác lấy điếu thuốc lá châm vào chiếc quạt lá cọ nó thủng một lỗ. Trưởng đoàn các nước sang thăm mà không ai cầm nổi nước mắt, nhìn cái quạt như vậy, lại nhìn trên bàn làm việc của bác, chủ tịch nước mà lấy một chiếc ống bơ sữa bò để cắm cái bút bi bút chì làm việc hàng ngày. Là như vậy. Không ngờ trên thế giới này lại có một lãnh tụ vĩ đại mà sống khắc khổ đến như thế, vì thương dân. Thế và họ cứ hỏi chúng ta là sao quạt bác Hồ lại thủng thế. Các cháu thuyết minh trong bảo tàng rất là thông minh, trả lời ngay là bác của chúng tôi nghèo lắm, bác không có gì cả, bác đánh dấu tài sản riêng của bác đấy. Thì đúng như vậy đấy các đồng chí. Một câu trả lời có phần tưởng tượng thôi, nhưng mà cũng rất có lý. Đấy. Các đồng chí vào thăm nhà sàn, có khi chúng ta cứ xúc động, mải mê nhìn nhà sàn, luống hoa, vườn cây, ao cá của bác. Ta ít để ý cái chi tiết này nhé. Đôi guốc mộc của bác ở dính trong nhà sàn ấy, bây giờ để trong bảo tàng. Và cuốn sổ chấm cơm. Bếp tập thể các đồng chí, cuốn sổ chấm cơm. Nó có liên quan đến câu chuyện về bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bác thương Thủ tướng lắm. Bác cứ gọi là chú Tô của bác. Tô là bí danh của Thủ tướng. Cái gì cũng dành cho Thủ tướng. Bữa cơm của bác có một đĩa cá rán thôi. Bác bảo cất đi chiều tối mới ăn. Dù bác khen là cá này ngon lắm. Cá Anh Vũ ở ngã ba sông Bạch Hạc ở Phú Thọ.
Cấp dưỡng không hiểu ý bác, lại bảo bác cứ dùng đi bác, hẳn còn nhiều mà. Có phải nhiều ít gì đâu, bác bảo cất đi chiều tối mới ăn. Chú Tô thích món cá này lắm, mà chú Tô đi công tác vắng chiều tối mới về, bác đợi chú Tô về bác mới ăn. Đấy. Mà thủ tướng cũng rất thương bác ấy, sang làm việc với bác, lại ở lại ăn cơm cùng với bác để bác vui. Trong bữa cơm bác dặn thế này này: chú nhớ làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có hai người Hiền và Lành ăn cơm chung với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không được lấy một xu nào của quỹ đảng cả. Đấy, cái chữ liêm là thế đấy các đồng chí. Đặc biệt nữa, bác còn dặn đồng chí Vũ Kỳ là bác chỉ có một mình thôi, còn các chú còn vợ, còn con, còn gia đình. Cho nên mỗi lần bác mời cơm các nhà lãnh đạo, mời cơm của miền Nam hay bạn bè quốc tế, lấy tiền lương của bác mà chi tiêu, không được lấy quỹ của đảng. Thế cơ mà. Thì ta mới biết được là vì sao khi bác mất ấy, ông Vũ Kỳ nộp lại cho Trung ương cái bản di chúc này. Lúc bây giờ chưa in thành sách đâu các ông chứ. Nó là tờ giấy rời. Bác viết cả mặt sau bản tin thông tấn xã cơ mà, để trong một cái phong bì lớn. Kèm theo bản di chúc đó, đồng chí Vũ Kỳ báo cáo với Trung ương về tiền tiết kiệm của bác còn lại. Cái túi vải nhỏ có cái giải rút kéo lên thế này, mở xuống còn được mấy đồng bạc. Bác làm gì có tài khoản như chúng ta các đồng chí. Bác làm gì có ví da sang trọng như chúng ta bây giờ. Bác bảo tiêu pha cho bác xong còn thừa giữ lại cho bác. May một cái túi vải đựng vào đấy, cần gì bác sẽ nói, thì mở ra suốt một cuộc đời còn được mấy đồng bạc. Xin các đồng chí nhớ là trên ngực áo của bác lúc qua đời đấy, không một tấm huân chương. Ta có thể có rất nhiều huân chương, bác là ngực áo trống không, không một tấm huân chương. Đấy. Nói về cuộc đời của bác là nó nói điều đó. Một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Bây giờ ta đối chiếu cái bản tự khai lý lịch của bác với những tiểu sử đã ghi trong tài liệu quan phương, tức là chính thống, ta thấy có nhiều điểm không khớp nhau đâu. Và biết được điều này ta càng thấy xúc động vì cái sự khiêm nhường cao quý của bác. 30 tuổi bác đã là nổi tiếng cả thế giới vì sáng lập Đảng Cộng sản Pháp cơ mà, tham gia quốc tế cộng sản cơ mà. Bác dự đại hội năm quốc tế cộng sản lúc còn rất trẻ nhé. Cái đại hội mà Stalin cũng ngồi nghe bác nói chuyện, cũng ngồi nghe bác đọc tham luận, và ông ta thấy bác sắc sảo quá, ông ta rất là trịch thượng, và ông ta có ấn tượng về bác từ hồi đó. Cho nên bác khổ lắm là thế đấy. Bác phải vượt qua bao nhiêu sóng gió là vì thế. Thế thì đến dự đại hội quốc tế cộng sản thì đương nhiên là phải khai lý lịch của người đại biểu quốc tế, mà khai bằng tiếng Nga, mà tiếng Nga của bác dùng như người Nga, đến mức mà nhà thơ Mandelstam đấy phải thốt lên là đôi mắt của Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một cái gì rất lạ, không chỉ là phương Đông, không chỉ là phương Tây, đôi mắt đó hòa hợp cả hai nền văn hóa Đông Tây. Và tiếng Nga của bác như người Nga đấy, cho nên có sức thu hút rất lớn bạn bè quốc tế. Các đồng chí mở bút tích Hồ Chí Minh 15 tập ra đấy, còn nguyên những dòng chữ Nga bác viết, rất là tinh tế. Đặc biệt nữa, bạn bè thế giới cho chúng ta biết là bác Hồ của chúng ta rất nhiều ngoại ngữ, am hiểu rất nhiều thứ tiếng. Họ kinh ngạc ở một điều là Hồ Chí Minh tiếp khách không bao giờ dùng phiên dịch. Tiếp nước nào nói tiếng nước đó, mà minh mẫn đến phút chót. Nhất là tiếng Hán, giỏi tiếng Hán đến mức mà nổi tiếng ở khắp Paris. Và vì giỏi tiếng Hán mà bác của chúng ta cũng thoát được cái tình cảnh nghèo khổ một thời gian đấy các bạn. Người ta nhờ bác, người ta sẽ nói sau. Thế bây giờ đến lý lịch, đến phải khai lý lịch thì bác hồn nhiên khai thế này này. Cái dòng đầu tiên là họ và tên.
Bác chỉ ghi một chữ là Lin. Lin là tên bác khi bác học trong Đại học Quốc tế Lenin. Khi bác viết luận án tiến sĩ ở Viện Dân tộc Á Phi, bác ghi một chữ là Lin là đủ. Riêng về tên tuổi của bác đấy, đây đã là huyền thoại này. Mỗi chúng ta, các đồng chí có một cái tên thôi, hoặc là có một bút danh, bí danh nào đó thôi. Chứ bác của chúng ta thì lạ lắm. Bây giờ bác ta tìm được là bác của chúng ta có tất cả 175 cái tên, cả bút danh và bí danh. Muốn hiểu được điều này đấy, phải đọc cả một cuốn sách mới hiểu được. Là danh mục tên tuổi, bút danh, bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đời đến lúc ra đi mà ta vẫn còn tìm thấy tiếp. Trong số 175 cái tên ấy có cả Nguyễn Ái Quốc, lại có cả Nguyễn Ái Dân. Nguyễn Ái Dân gần đây ta mới tìm thấy. Đấy là tên bác dùng trong bức thư gửi cho ngành y tế, các thầy thuốc, y tá, bác sĩ, hộ lý. Thầy thuốc như là mẹ hiền, lương y như từ mẫu mà. Bác ký tên ở dưới là Nguyễn Ái Dân. Ái quốc thì phải ái dân, mà ái dân thì ái quốc đấy. Gắn bó với dân, dân với nước, nước với dân. Đau đáu trong suốt cuộc đời của bác là như vậy. Thì bác khai một chữ là Lin là đủ. Cái mục thứ hai này, ngày tháng năm sinh. Ngày bác để trống, tháng bác để trống, năm sinh bác ghi là 1891, chứ không phải 1890 như trong sử sách ghi đâu. Đấy. Thế ta mới hỏi bác là thế thưa bác, ngày sinh tháng đẻ của bác cụ thể là thế nào? Bác nói rõ cho chúng con biết. Bác cười, bác bảo bác có biết đâu, bác không nhớ. Bác chỉ biết là các cụ trong quê bác, nhất là bà ngoại, nói là bác sinh vào mùa sen nở thì bác biết vậy thôi. Mùa sen nở là mùa hè, tháng 5, tháng 6, bác chọn 19 tháng 5 là thế. Ta hỏi tiếp là thưa bác, thế tại sao lại là 1891 hay là 1890? Bác cười, bác bảo người Việt Nam ai mà chả có hai tuổi, tuổi âm và tuổi dương mà. Đấy, ta xem. Thì cái chỗ này nó sân siêu đi cũng không có chuyện gì cả. Để biết thêm một điều là đời Bác Hồ của chúng ta đấy, vừa thực mà lại có nhiều điểm như huyền thoại. Huyền thoại chỉ vì bác vĩ đại về nhân cách, chứ huyền thoại không với nghĩa là thần bí đâu các đồng chí nhé. Đấy, bác rất thật trong cuộc đời. Đến cái mục thứ ba này, nghề nghiệp thì mới vĩ đại. Nếu các đồng chí khai, ta khai là công chức, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, ta ghi hết. Nghề nghiệp bác ghi mỗi một chữ là làm thuê. Làm thuê, có thế thôi. Bác làm đủ mọi nghề để kiếm sống thì bác ghi làm thuê là đúng. Từ rửa bát, quét rác, khâu quần áo, khâu vá thuê, chụp ảnh, tráng phim, vẽ sơn mài đồ cổ, bác ghi hết. Bác ghi một chữ đơn giản là làm thuê, thế thôi. Đến mục là trình độ học vấn, ta khai là đại học, trên đại học, bác ghi mỗi chữ tự học, có thế thôi. Ta xem, bác hồn nhiên vô cùng các đồng chí, mà không có cái gì chân thành như thế cả. Bác viết trên bàn tay này này, thuộc xong bác xóa đi. Đọc vào tiểu sử của bác, ta nhớ là bác dành dụm từng ly cà phê cho người thủy thủ Algeria, họ dạy bác tiếng Pháp, bác dạy cho họ tiếng Việt. Chứ tự học là đúng. Tự học mà thành danh nhân vĩ đại thì mới cao quý chứ các đồng chí. Học suốt đời. Ở đây đồng chí nào còn trẻ là thanh niên thì phải học bác ngay cái điều đó nhé. Bác nói là đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng. Cho nên khi bác mất rồi, dọn cái giường nằm của bác, ta vừa tìm thấy mà vừa khóc. Có ngờ đâu trên giường bệnh tuổi cao sức yếu, bác vẫn ôn lại tiếng Tây Ban Nha. Cả cái cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha còn nguyên, cả cái mẩu bút chì, cả cuốn sổ tay ghi chép còn nguyên cả. Tây Ban Nha là một thứ tiếng rất khó, mà bác biết từ hồi còn trẻ ở nước Mỹ cơ. 30 năm đi vòng quanh thế giới,
đi qua tất cả 40 nước khác nhau, kể cả nước Mỹ, thì bác biết tiếng Tây Ban Nha từ hồi đó, mà bây giờ bác ôn lại trên giường bệnh, thì đủ hiểu bác vĩ đại như thế nào. Bác ghi tự học là đúng. Đến cái mục tiếp theo là trình độ ngoại ngữ. Vì đi họp quốc tế phải nói tiếng nước ngoài, thế là bác khai bằng tiếng Nga. Thế ta hỏi bác là thưa bác có cái cách gì bác dạy cho chúng con, tại sao bác giỏi thế, bác biết nhiều thứ tiếng thế. Bác cười, bác bảo bác có biết nhiều gì đâu, bác có giỏi giang gì đâu, bác chỉ chịu khó thôi. Các cháu cứ cố gắng mà học rồi chứ có kinh nghiệm. Bác biết có vài thứ thôi chứ có biết nhiều gì đâu. Vài thứ của bác mà ta theo được bác ấy cũng thêm 2-3 cuộc đời nữa. Bác ghi thế này nhé, trình độ ngoại ngữ này, Hán. Hán là tiếng Trung Quốc. Bác viết đến mức gọi là thư pháp cơ mà, đẹp như vẽ tranh. Anh, Pháp, Nga, Đức, Ý, rồi bác chấm 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 chấm. Chấm chấm tức là còn nữa các đồng chí. Đấy, tôi mong các bạn trẻ, nhất là các bậc trí thức ấy, học bác học ngay cái phần trí tuệ. Mà ngay cả các đồng chí làm cán bộ chính trị chuyên nghiệp, ở đây tất cả các đồng chí đều rất quan trọng, từ cơ sở đến tỉnh, đều là chủ chốt cả. Thời đại ngày nay làm lãnh đạo bắt buộc phải có ngoại ngữ. Đấy, chúng ta hy vọng cái thế hệ trẻ sau này đấy sẽ rất cơ bản. Bởi vì mỗi một thứ tiếng là một ô cửa sổ nhìn ra thế giới trong khung cảnh toàn cầu hóa như thế này. Thì bác của chúng ta đấy có thể nói là một nhà lãnh đạo cốt cách hiện đại, vượt trước thế giới hàng nửa thế kỷ. Là như thế. Một bản lý lịch như vậy thôi đủ để chúng ta khâm phục ngưỡng mộ bác cao quý như thế nào. Đặc biệt nữa là cái đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản đấy, có một người phụ nữ Nga tên là bà Vera, thư ký trong ban thư ký của Quốc tế Cộng sản, thương yêu bác vô cùng, ngưỡng mộ bác vô cùng. Và bác đọc tham luận mà bác đọc say, bác nói bằng tiếng Nga chứ, hùng biện say sưa trên diễn đàn, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Mà bác cho tay vào túi quần để tìm mùi xoa thì quên, không mang mùi xoa. Bà Vera rút khăn tay của mình ra đưa bác. Bác lau mồ hôi xong, bác đút túi. Thế rồi là phiên họp xong, bác cũng quên không gửi lại. Thế là về đến khách sạn. Khách sạn ở nước Nga đấy, nơi ở của đoàn đại biểu quốc tế đấy, mà bác được xếp ở chung phòng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italia thời bấy giờ. Thế và bác mới sực nhớ ra, bác giặt là chiếc khăn tay thật cẩn thận. Hôm sau đến sớm, bác gửi lại cho bà Vera với một lời xin lỗi. Bà Vera từ chối, bảo phong tục người Nga đã yêu ai thì gửi khăn tay và không lấy lại. Ta xem, bác của chúng ta là một con người như thế đấy các đồng chí. Bác trả lời thế nào các đồng chí? Bác rất hiện đại nhé. Bác bảo thế ra dân tộc nào cũng có mỹ tục. Mỹ tục là lời tiếng đẹp đấy. Ở Việt Nam chúng tôi còn có câu là yêu nhau cởi áo cho nhau. Bác của chúng ta như thế chứ các đồng chí. Cho nên là 79 tuổi rồi, sắp sửa ra đi, bác vẫn tiếp khách quốc tế. Mà cái lần tiếp toàn những người phụ nữ quốc tế xinh đẹp, trong đó có con gái của Thủ tướng Nehru, có cả nhà văn Pháp Madeleine Riffaut rất xinh đẹp. Mà bác ân cần tiễn ra tận cửa phòng khách đi trên thảm đỏ. Lúc chia tay, bác đặt vào tay người phụ nữ một đóa hồng. Trên hoa hồng đỏ là thế đấy. Phóng viên nhiếp ảnh tha hồ chụp ảnh quay phim. Họ đưa ngay về nước đăng báo với một cái tít báo rất hấp dẫn. Hồ Chí Minh nửa thế kỷ hoạt động cách mạng vẫn ga lăng như thường. Các đồng chí học bác cả cái ứng xử văn hóa các đồng chí nhé. Chứ đừng nghĩ chính trị là khô khan đâu. Càng chính trị càng nhân văn. Càng chính trị là càng có một trái tim mẫn cảm và rung động. Mà bác là như vậy đấy. Đấy. Thì bao nhiêu điều cần phải nói thêm. Bây giờ có một chi tiết này cũng rất hấp dẫn đấy. Bác không có gia đình riêng, không có vợ, có con. Tại sao trong 175 cái tên của bác
bác lại dùng rất nhiều tên phụ nữ, toàn tên đẹp cả các đồng chí, toàn tên đẹp cả: Thu Lan, Phong Lan, Thanh Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Thu Giang, Hồng Liên, toàn tên bác cả. Thế chỗ này giải thích như thế nào? Chỗ này giải thích được nếu đọc kỹ Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là bác không chỉ là một lãnh tụ, một nhà tư tưởng, bác còn là một nhà thơ, một nghệ sĩ lớn, tâm hồn lộng gió bốn phương của thời đại. Cho nên bác yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu tên đẹp của một người con gái là một chuyện bình thường. Khát vọng sống của người rất mãnh liệt. Nhưng lý do quan trọng hơn là bác nghi binh, che mắt kẻ thù để hoạt động trong vòng bí mật. Bác viết bài tố cáo thực dân đế quốc làm nhục phụ nữ, bảo vệ nhân phẩm phụ nữ thì tốt nhất là đứng tên phụ nữ. Thế là nó hợp với logic. Và che mắt kẻ thù, thế thôi. Chứ còn riêng tư đời bác trong sáng không một chút gợn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ở với bác mấy chục năm, hiểu bác đến chân tơ kẽ tóc. Có nói là đời Hồ Chí Minh trong như ánh sáng, trong suốt như pha lê. 24 năm ở đỉnh cao quyền lực, chủ tịch nước, chủ tịch đảng mà không một vết gợn. Đúng là như vậy. Trong hàng vạn vạn bức điện và thư chia buồn của quốc tế gửi đảng ta, nói về bác Hồ có một đoạn viết như thế này nhé. Đây là lời của Fidel. Mà Fidel lúc bác mất ấy, có 40 tuổi. Còn bây giờ Fidel đã là một ông già 86 tuổi. Fidel lúc đó nói là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Còn lãnh tụ các đảng cộng sản phương Tây và chính phủ các nước ngưỡng mộ bác Hồ đấy, có chia buồn với chúng ta như thế này này. Họ hiểu bác còn hơn cả chúng ta cơ. Họ nói là Hồ Chí Minh vĩ đại cả về trí tuệ và nhân cách, là một con người chân thiện mỹ mà lịch sử tìm thấy trong thế kỷ 20. Một con người suốt đời đấu tranh cho tự do và độc lập của dân tộc mình và cho nhân loại. Vậy mà suốt cả cuộc đời vẫn một thân một mình chăn đơn gối chiếc. Hồ Chí Minh đến phút chót vẫn chưa hề được biết đến hơi ấm của phụ nữ. Thì các đồng chí thấy họ thương bác như thế, họ hiểu bác từ góc độ nhân bản và nhân văn như thế. Còn chúng ta thì cứ thần thánh hóa bác, ngăn cản không cho bác lấy vợ. Cứ nghĩ rằng lấy vợ nó phàm tục lắm, mất cả thần cả thánh đi. Chúng ta ngăn cản bác là thế đấy các đồng chí. Thế cho nên ở trong những nghiên cứu về bác, có một cái đề tài này rất có ý nghĩa này. Tưởng rằng nó bình thường, hóa ra rất sâu sắc. Để trả lời một câu hỏi: trong cuộc đời bác, có bao nhiêu người quan tâm đến việc bác phải có gia đình riêng, nói nôm na là phải lấy vợ, và đã công phu tìm vợ cho bác? Ngược lại, lại có bao nhiêu người phản đối không cho bác lấy vợ? Ngược nhau mà đều thương yêu bác cả. Thế nó mới lạ. Hơn nữa ở Việt Nam lại có cái chuyện mà không đâu có trên thế giới. Ai lại có cả một hội nghị cán bộ cao cấp của Trung ương biểu quyết 100% ra nghị quyết bác Hồ phải lấy vợ. Đấy. Chuyện ta cứ tưởng chuyện hư cấu, chuyện hiền thoại, hóa ra chuyện có thật đấy các đồng chí. Chuyện có thật của lịch sử đã được thẩm định về tư liệu cả đấy. Đầu đuôi là thế này: người đầu tiên mong bác lấy vợ lại chính là chị gái của bác, bà Thanh. Cuộc gặp gỡ của hai chị em giữa Hà Nội ngay sau nước nhà mới giành được chính quyền ấy, cảm động lắm. Trong quê bác, nghe đọc tuyên ngôn độc lập, ai cũng khẳng định đây là Tất Thành, không thể khác được, giọng sang sảng. Nhưng mà nhìn ảnh đăng trên báo không ai tin được, 55 tuổi mà già như thế, hốc hác lại để râu nữa. Bác đang sốt ở trên rừng Việt Bắc về đã khỏi đâu. Bác đọc tuyên ngôn độc lập, bác mệt quá, bác dừng lại, bác hỏi một câu đi vào lịch sử: đồng bào nghe tôi nói có rõ không?
Ta dẫn câu này vô tình mà ta toàn dẫn sai cả. Ta cứ nói ngược lại là tôi nói đồng bào nghe rõ không? Nguyên văn bác nói là đồng bào nghe tôi nói có rõ không? Dân là cao nhất, lãnh tụ cũng là đầy tớ của dân thôi. Đấy, ý tứ của bác là như vậy. Thế thì tiếng thì là tất thành, ảnh thì hờn như không phải, cho nên cứ bán tín bán nghi. Duy chỉ có chị gái của bác khẳng định mười mươi đấy là em trai mình, dù già như thế, 55 tuổi như thế. Đôi mắt của bác sáng như ánh sao là điều bà Thanh nhận ra ngay. Nhưng mà đừng vì thế lại đồn thổi là mỗi con mắt của bác có 2 con ngươi các đồng chí nhé. Ta cứ nói quá lên không phải đâu. Bác là con người chứ, đúng không ạ? Đôi mắt bác sáng như sao thôi, chứ không phải là có 2 con ngươi đâu. Đấy, ở trong quê đấy, người ta đưa ra một câu đồn đại là lưỡng mục trùng đồng đích thị thánh nhân. Lưỡng mục là 2 con mắt, trùng đồng là 2 con ngươi, đó là bậc thánh. Thì bác đúng là bậc thánh, nhưng mà chỉ có 1 con ngươi thôi. Picasso là danh họa, bạn thân của bác, vẽ tranh tặng bác. Ông vẽ mỗi con mắt là 1 ngôi sao. Tặng bác hôm bác sang Pháp năm 46 đấy. Bác xem xong bác cảm ơn, bác cuộn tròn lại. Bác giao cho đại tá cận vệ của bác là ông Vũ Đình Huỳnh giữ. Bác dặn một câu là cất đi không công bố, sau này hẳn hay. Thế rồi về nước, toàn quốc kháng chiến nổ ra, dọn toàn bộ cơ quan đầu não về Trung ương, đánh mất bức tranh đó của bác. Nhiều tác phẩm của bác chưa thấy đâu các đồng chí. Nhiều đồng chí thắc mắc là tại sao Đảng nhà nước ta chưa đưa Tuyên ngôn Độc lập vào quốc bảo. Chính là vì lý do này. Phải thẩm định được bản gốc cơ. Mà nhiều tác phẩm của bác đã tìm thấy đâu. Mà theo tiêu chuẩn quốc tế đấy, phải căn cứ vào bản gốc. May cho chúng ta vẫn còn giữ được cuộn băng ghi âm bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, thì đấy là chứng cứ sinh động nhất, nhưng cũng không thay thế được bản gốc. Thế cho nên lần này mới chỉ có 5 tác phẩm của bác được coi là quốc bảo thôi. Trong đó có Di chúc, Đường cách mệnh, Lời kêu gọi chống Pháp, Lời kêu gọi chống Mỹ và Nhật ký trong tù. 5 tác phẩm. Sớm muộn trước sau, Tuyên ngôn Độc lập, Áng văn chương lập nước lập quốc sẽ đi vào di chúc, đưa vào quốc bảo. Nhưng mà trước mắt thì chưa đưa được. Tôi nói luôn cái chi tiết này. Thế thì bà Thanh khẳng định mười mươi là em mình, bà ra thăm. Bà còn muốn thử bác. Bà rất sâu sắc. 2 chị em cách xa nhau 40 năm rồi. Bây giờ mẹ mất rồi, bố mất rồi. Muốn ra thăm em, bà muốn thử em trai mình còn nhớ gì ngày xưa không, dù bây giờ đã là chủ tịch nước. Bà rất sâu sắc. Chị gái bác không chồng không con, anh trai bác không vợ không con, bác một thân một mình. Em trai bác sống được 4 tháng tuổi rồi mất. Mẹ bác lại mất vào đúng năm hết Tết đến, 22 tháng Chạp. Tết ông Công ông Táo đấy, là ngày bác 10 tuổi đầu, dòng dòng nước mắt đưa mẹ đi chôn đấy, ở Huế. Mẹ mất rồi, em mất theo, không có sữa cho em. 4 tháng tuổi tên là Nguyễn Sinh Nhuận, không có sữa đi xin cơm, xin cháo nuôi em, gọi tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Em mất đấy, bác phải nhờ hàng xóm tháo cánh cửa, lấy tấm gỗ mỏng trong cánh cửa, đóng cái áo quan nhỏ xíu chứa cái sinh linh 4 tháng tuổi, lót chiếc áo cũ của bác đi chôn. Các đồng chí đọc tác phẩm của bác phải dừng lại rất lâu, những tác phẩm bác viết về bà mẹ và trẻ em nhé, vì nó đau đáu một nỗi niềm trong thời thơ ấu của bác đấy. Thì ta trở lại cái chuyện là bà Thanh ra thăm em. Bà còn muốn thử bác, cho nên bà không mang gì theo. Bà chỉ xách 2 tay 2 con vịt bầu thế này, vì biết là bác thời ấu thơ rất thích ăn thịt vịt luộc, mang ra để làm cơm cho em ăn, để xem em có cảm động, có nhớ không. Mà bác rất là nhạy cảm. Ra đến nơi, bác 100 công 1000 việc, bác không tiếp ngay được,
mà bác rất lo lắng chứ. Nước nhà mới độc lập, thù trong giặc ngoài, làm sao an toàn cho chị mà lại không bị xuyên tạc? Không có, nó lại xuyên tạc ngay là vừa mới độc lập xong, chị gái chủ tịch trong quê lại ra đây, lại một người làm quan cả họ được nhờ, rắc rối lắm. Bác rất là cẩn thận và sâu sắc, mà chị bác thì lại không hiểu được nỗi lòng ấy, chuyên giận bác. Thấy bác chưa tiếp được ngay, hờn giận tủi thân. Bác dặn đồng chí cảnh vệ là chú đưa chị bác về gia đình giáo sư Đặng Thái Mai. Bác trả lời khách quốc tế xong, trưa nay bác về ngay để tiếp chị cho nó tiện. Đặng Thái Mai là con của nhà nho danh tiếng Đặng Nguyên Cẩn, bạn thân thiết của bố của bác, trên hai gia đình cũng có một quan hệ mật thiết. Đặng Thái Mai lại là giáo sư hàng đầu về văn học ở Việt Nam và được bác chọn làm bộ trưởng giáo dục đầu tiên. Và Đặng Thái Mai sau này lại là bố vợ của đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp nữa. Đấy, câu chuyện là như thế. Thế là đưa bác về gia đình giáo sư. Về đến nơi, bà Thanh lại còn buồn hơn. Giáo sư thì đi vắng, công việc, không có nhà. Có mỗi bà vợ ở nhà, tức là phu nhân, ấy, giáo phu nhân của bộ trưởng. Cái bà tên là Hồ Thị Toan. Bà này rất tốt bụng, phục, niềm nở, phúc hậu. Nhưng có một nhược điểm. Bà cứ nói suốt ngày các đồng chí. Chứ phụ nữ nói nhiều khổ lắm đấy các đồng chí nhé. Đúng không? Bởi vì thế nào cũng bị hớ các đồng chí. Đấy. Tôi nói điều này để các đồng chí lưu ý này. Lenin ấy, Lenin vĩ đại lắm. Vợ Lenin cũng là bộ trưởng, bà Krupskaya. Lenin nói một câu là khuyết điểm là gì? Khuyết điểm chẳng qua chỉ là ưu điểm được sử dụng quá mức cần thiết, thì thành ra khuyết điểm. Nói nhiều trước hết là ưu điểm, tức là người sởi lời, dễ gần, dễ mến. Nhưng mà thế nào cũng hớ, y như rằng người ít nói cũng là ưu điểm, sâu sắc, trầm tĩnh, kín đáo, nội tâm phong phú. Nhưng mà ít quá đấy, thành ra cô độc, khó gần. Trên cái gì cũng vừa phải thôi, nó hài hòa, là như thế đấy. Thì bà Hồ Thị Toan mắc vào cái nhược điểm này, chứ người rất tốt. Ai lại thấy bà chị mình ở trong quê ra tay hầm cầm hai con vịt, chưa có một lời hỏi thăm bái, cho luôn một câu: sao chị không mang đôi gà ra có hơn không? Ngoài Bắc người ta kiêng ăn thịt vịt đầu tháng lắm. Chị bác tủi thân lắm các đồng chí, giận. Mà người xứ Nghệ các đồng chí biết rồi, rất là khẳng khái. Bà Thanh cho luôn một câu là: tôi ra thăm em tôi có gì tôi mang nấy, tôi có đi thăm người quyền cao chức trọng bao giờ đâu. Bà Toan sợ quá, biết là mình dại rồi, chắp tay lạy chị tha lỗi cho em, không có bụng dạ nào đâu, em chỉ lắm lời thôi. Đấy, bây giờ em sẽ làm chế biến thành nhiều món để chị tiếp bác Hồ trưa nay, chị đừng giận em. Bà ấy tốt lắm mà các đồng chí, cũng đáng thương đấy chứ. Thế là bà Thanh lại cho luôn một câu là: tôi tiếp em tôi cậu Thành. Câu cũng ý tứ lắm nhé. Thím muốn làm bao nhiêu món thì tùy thím, nhưng đợi tôi về đã. Hôm nay thím phải nghe tôi làm một món thôi, luộc lên và bày vào một đĩa hoa to cho tôi. Đấy, bà đang muốn thử bác không? Bà còn dặn là chớ có cho tỏi vào nước chấm, cậu Thành không ăn được tỏi đâu. Các bạn nữ làm dỗ bác nhớ chi tiết này nhé. Hàng năm bác mất vào 21 tháng 7 âm lịch nhé, làm dỗ bác cả âm lịch và dương lịch. Dương lịch là quốc khánh dễ nhớ rồi, âm lịch là 21 tháng 7. Đại tướng huyền thoại học trò của bác là 30 tháng 8 âm lịch. Ta dỗ bác xong là dỗ đại tướng, các đồng chí nhớ như thế. Đấy. Vừa nói xong thì bà nghe tiếng còi ô tô ngoài cửa, tức là biết em trai mình về, bà mừng lắm, thương em, mừng lắm. Nhưng bà vẫn giận, bà quay luôn mặt vào trong tường, quay lưng ra không tiếp bác. Ta xem bác xử sự thế nào. Bác nói một câu thôi mà bà Thanh khóc,
ôm lấy em mà khóc. Chị ơi, có lẽ nào mà chị dỗi em nhiều thế? Bác biết chứ, thế nào chị cũng dỗi y như rằng. Bà Thanh ôm lấy bác mà khóc, hỏi bác một câu là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Bác lại khóc. Bác bảo em không còn thời gian nữa, muộn mất rồi, 55 tuổi rồi mà. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. Đấy, gắn bó với dân và trung thực nữa đấy. Lo cho dân, cho nước thôi. 2 triệu đồng bào chết đói, thê thảm lắm. Bây giờ cách mạng thành công không được như thế nữa. Cho nên phiên họp chính phủ lâm thời đầu tiên, bác đề nghị phát động phong trào bộ trưởng trong chính phủ theo gương bác nhịn ăn 10 ngày một bữa, nhịn ăn, lấy gạo nuôi dân. Bác khuyên thanh niên là các cháu cố mà nhịn, 10 ngày mới nhịn một bữa không chết được đâu, nhưng dân thì có bữa cơm bữa cháo, bác cũng nhịn. Còn nếu đến ngày nhịn ăn mà bác có việc tiếp khách thì bác sẽ nhịn bù vào hôm sau, thì bây giờ cũng không nghèo khổ như vậy nữa. Nhưng mà cái tấm lòng của bác thì học đến muôn đời. Cho nên học bác ở đây này, các đồng chí nhớ là tùy theo điều kiện lịch sử. Cho nên là sáng tạo, vận dụng sáng tạo, chứ không có máy móc được. Vì hoàn cảnh thay đổi, điều kiện thay đổi, mức sống thay đổi, đúng không? Học là học cái đạo đức, cái tâm, cái đức của bác thôi. Ứng xử với công việc ngày hôm nay cho đúng thôi. Đấy, không máy móc, không sao chép, càng không bắt chước bác được. Ở đời chỉ có một Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà sẽ có triệu triệu con người học theo Hồ Chí Minh. Đó là chúng ta. Thế là bà Thanh gắp thức ăn cho bác, mà tay bà cứ run lầy bầy thế này này, vì bà hồi hộp lắm, chờ đợi xem phép thử của mình đúng hay sai. Bác biết chứ, bác nhạy cảm vô cùng. Bác nói một câu là chị ơi, chị gắp thức ăn cho em mà em bỗng nhớ bà ngoại quá. Bà ngoại là cụ Nguyễn Thị Kép, vợ của nhà nho Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của bác. Mà bà Thanh phải ở lại trong quê để chăm sóc bà ngoại ốm nặng là thế đấy. Tại sao bác lại nhớ bà ngoại quá? Em còn nợ bà những năm roi mà chưa trả được chị ạ. Chủ tịch nước mà nhớ chi tiết thời ấu thơ như thế thì bà Thanh hời lòng hời dạ, biết rằng phép thử như thế là xong, là thành công. Đấy. Thế tại sao lại nợ bà ngoại năm roi? Thời nhỏ bác cũng như mọi trẻ bình thường, cũng nghịch ngợm chứ, cũng nhiều lần bị đòn chứ các đồng chí, đúng không? Có một lần mà trong nhà có dỗ, bà ngoại cho anh trai bác, ông Cả Khiêm và bác, mỗi anh em một cái chân vịt luộc, có cái gì đâu. Ông Cả Khiêm lại trêu em là xem cái nào to, cái nào nhỏ, cái nào dài, cái nào ngắn nào. Thế là giằng nhau, ông Cả Khiêm mới buông tay em ra, bác ngã vào chồng bát cổ của bà, vỡ mất mấy chiếc. Bà đánh cho mỗi anh em 10 roi, ông Cả Khiêm là anh và đầu têu đúng 10 roi. Bác chỉ có 5 roi, bác nợ bà ngoại 5 roi là thế đấy. Bà ngoại nói là bà cho cháu nợ 5 roi, ngoan thì bà tha, mà hư thì bà đánh tiếp đấy. Bà thương bác lắm, vì mẹ bác sinh bác ra, sau này là em bác, không có một giọt sữa nào. Bà ngoại mớm cơm nuôi bác từ thủa lọt lòng, rồi sau này chính bác đi xin cơm xin cháo nuôi em. Cho nên bác nhớ đến như thế, thì ta thấy một người bây giờ lo cho dân, chí tình, chí nghĩa đến như thế nào. Ta có ngờ đâu ở Paris mà bác ra tận ngoại ô tìm bằng được một con gà sống nhỏ vào ngắt những bông hoa dâm bụt để làm dỗ lần thứ 20 cho mẹ ở ngõ hẻm Công Quăng. Đấy, bác các đồng chí nhớ cái chi tiết như thế của bác để thương bác biết bao nhiêu. Khi bác mất ấy, ta dọn tủ sách của bác, ta phát hiện ra 2 kỷ vật. Ở tầng cao nhất là một chiếc hộp gỗ khảm sơn mài đã bong rồi, cũ rồi. Mở ra còn có tấm ảnh mẹ Hoàng Thị Loan của bác,
ố vàng theo thời gian. Tầng dưới cùng là một phong bì lớn để ngỏ cũng ố vàng theo thời gian. Đó là bức điện của tỉnh ủy Nghệ An đánh ra núi rừng Việt Bắc, báo cho bác biết ông cả Khiêm đã mất, bà Thanh đã mất. Mà bác giữ gìn như thế đấy các đồng chí. Khi anh đau ốm, tôi không ở bên anh để cơm cháo thuốc men. Nay anh mất cũng không về để chịu tang anh nữa. Mong anh ở dưới suối vàng tha tội cho tôi, chỉ vì việc dân việc nước mà đành chịu tội bất đễ vậy. Cho những điều mà học bác năm nay này, ta không chỉ căn cứ vào tác phẩm, ta phải đi rất sâu vào những chi tiết có thật trong cuộc đời bác, ta mới thấy được là thấm thía như thế nào. Đặc biệt nữa, ông cả Khiêm lại ra thăm em, và bác cũng tiếp được vì kháng chiến toàn quốc chưa xảy ra. Một cái chuyến thăm rất vội vã, về ngay, ông cả Khiêm đi từ trong quê ra, mang cái tay nải nâu đựng mấy quả cam sành làm quà quê cho em, biếu chú. Rồi để về cho chú làm việc vì chú rất bận. Chú cố thu xếp để về thăm quê càng sớm càng tốt. Nhưng chưa kịp về thì anh đã mất. Bác là như vậy. Và ông cả Khiêm hỏi bác một câu giống hệt bà Thanh ấy. Anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Tức là giục em lấy vợ. Bác đặt tay lên vai anh, ngâm cho anh nghe một câu kiều. Đã tu, tu chót, qua thì thôi. Thế là bác rất con người, chứ đừng nghĩ bác là thần thánh, bác hy sinh thôi. Người thứ ba mà giục bác lấy vợ chính là cụ chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, người mà thay bác làm chủ tịch nước khi bác đi vắng, mà bác vô cùng ngưỡng mộ kính trọng. Bác giới thiệu cụ Huỳnh với Quốc hội khóa 1 để bầu cử. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Liên hợp. Đây là một con người mà tài đức danh vọng cả quốc dân đồng bào đều biết rõ. Bác giới thiệu như vậy nhé. Bác giới thiệu từng người một. Giáo sư Đặng Thái Mai là người nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, một người nếu được quốc dân đồng bào tín nhiệm giao cho trọng trách thì tôi tin sẽ làm việc hết sức mình. Bác giới thiệu từng người như thế. Đến Nguyễn Hải Thần làm phó chủ tịch, bác chỉ giới thiệu một câu thôi: phó chủ tịch nước là cụ Nguyễn Hải Thần. Thế thôi. Đến bác là chủ tịch nước, bác giới thiệu cuối cùng một câu rất hồn nhiên: còn chủ tịch nước chính là tôi đây. Bác Hồ của chúng ta đây các đồng chí. Nguyên văn bài phát biểu của bác trong Quốc hội khóa 1 khi mà chính phủ ra mắt. Thì ta mới càng thấy bản lĩnh của bác. Tấm lòng, tình yêu, sự nghiệp của bác gắn làm một với nhau là như vậy. Cụ Huỳnh thương bác quá, cỏ ngỏ ý dục bác lấy vợ, đọc tặng bác một câu thơ, tiễn bác đi Pháp. Lúc bây giờ bác 56 tuổi. 56 tuổi vẫn chưa già. Cụ ông thì có, cụ bà thì không. Ý là giục bác lấy vợ đấy. Bác biết chứ. Bác bảo bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng có bao giờ có đâu. Vậy mà từ Paris, bác gửi thư về trong nước cho cụ Huỳnh một bài thơ rất cảm động. Các đồng chí nào đã đọc là đều biết cả. Cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi, nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, giang sơn đất nước cùng nhau gánh vác, độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Bác rất con người. Bạn bè quốc tế cũng giục bác lấy vợ. Lấy vợ đi để mà yên tâm hoạt động lâu dài. Bác lại ra điều kiện: nếu các anh ủng hộ Việt Nam độc lập thì tôi sẽ lấy vợ. Thế năm 46 bác là chủ tịch nước sang thăm Pháp, duyệt binh không thấy phu nhân đâu cả, chỉ có mỗi bác thôi. Họ ghé tai bác hỏi: thế độc lập rồi sao vẫn chưa có vợ?
Bác cười trả lời là đã độc lập hoàn toàn đâu mà có vợ. Vì Nam Bộ còn đang kháng chiến các đồng chí. Đấy, đời bác là như vậy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng dày công đi tìm người yêu cho bác, lập gia đình cho bác mà đều thất bại cả. Bởi vì gặp toàn người phản đối thôi. Sao các anh lại để bác lấy vợ?